công phu tu hành hoàn toàn ở đời sống thường ngày. Tập khí tật xấu của bản thân chúng ta nhất định phải biết. Biết là giác ngộ, không biết là mê hoặc. Cứ lấy đời sống thường ngày để nói, hơi có một chút bất như ý thì liền không tự tại, không thoải mái. Chúng ta theo thói quen nên cảm thấy điều này không sao, không hề lưu ý những hiện tượng này. Đâu biết rằng những hiện tượng này chính là tạo nghiệp. Người không đọc kinh thì không biết, người chưa thể hiểu sâu nghĩa thú trong kinh cũng không biết. Tại vì sao bạn không vui? Tại vì sao bạn không tự tại? Đây không phải là phân biệt chấp trước hay sao? Nếu bạn không có phân biệt chấp trước thì bạn đâu có loại tâm thái này chứ. Phân biệt chấp trước rất khó đoạn. Phần trước tôi đã kể với các vị nghe về công án của Long Dương Hồ Động Đình. Đời trước là bạn học của An Thế Cao. Long Dương ở đường súc sanh. Tại vì sao một người tu hành lại bị đọa đến đường súc sanh vậy? Chính là do cái hơi bất như ý, hơi không vui. Vào thời đó, người xuất gia thì đi bát. Vị pháp sư xuất gia này tu rất tốt, hiểu rõ kinh điển, kinh giáo rất thông đạt, giảng kinh thuyết pháp nói rất hay, lại chịu bố thí, pháp duyên thù thắng. Pháp sư như vậy hiếm có biết bao. Khi đi khất thực, ông nhận được cơm rau không thật hợp khẩu vị của mình, trong tâm có một chút không vui. Chỉ là một chút xíu không vui như vậy thì liền đọa lạc vào đường súc sanh. Chúng ta thử nghĩ xem, đức hạnh của chúng ta ngày nay không bằng ông. Tâm sân hận, tâm phân biệt, tâm đố kỵ, tâm chấp trước của chúng ta không biết nặng hơn ông gấp bao nhiêu lần. Ông còn bị làm Lâm Dương. Thử nghĩ xem tương lai chúng ta thành cái gì. Đây đều là sự thật. Cho nên người chân tu hành cứ ngay trong những cảnh duyên này, tức khắc phải giác ngộ, tức khắc phải quay đầu, tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là đạo, tâm bình đẳng cũng là đạo. Tu hành là ngay trong đời sống thường ngày, là ngay chỗ khởi tâm động niệm, phải quán chiếu, tinh tế tỉ mỉ xem ta có còn chấp trước hay không, có còn phân biệt hay không. Đối với người, giới việc, giới vật, chúng ta có còn ưa thích, có còn ghét bỏ hay không? Việc thuận theo ý của mình thì sanh tâm hoan hỷ, không thuận ý của mình thì sanh tâm sân hận. Chỉ một mảy may sân hận, không muốn giao thiệp với người này, không muốn nhìn họ là chúng ta đã sai rồi. Chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước, chưa chịu buông xả. Trong tâm vẫn còn tính toán, vẫn còn thị phi, vẫn còn được mất, vẫn còn ưa ghét. Vậy thì làm sao được chứ? Chúng ta vẫn là phàm phu lục đạo chính gốc rồi. Do đó chúng ta mới thể hội được điều mà trên kinh Địa Tạng đã nói: chúng sanh cõi diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Chúng ta đã lĩnh hội được câu này hay chưa? Không có quán chiếu tinh tế tỉ mỉ, không phản tỉnh lại thật kỹ, chúng ta thấy trên kinh luôn cho rằng Ngài nói thật quá mức. Hãy thử quan sát, thử xem lại thật kỹ những điều trên kinh Phật nói, từng câu từng chữ đều là chính xác, một chút cũng không sai. Người chân thật tu hành, người đại tu hành là người ngay ở trong cảnh duyên, đem những tạp khí phiền não này loại bỏ thật sạch sẽ, đem những góc cạnh này mài thật nhẵn bóng. Đó là chân tu hành. Tu hành luyện công phu ở đâu thì chúng ta đã hiểu rõ rồi. Hiểu rõ rồi thì phải thật làm. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật không có gì khác, chính là một câu nhìn thấu buông xả. Nếu một mảy may ý niệm khởi lên thì phải đem ý niệm này buông xả.
Biết trong tâm thanh tịnh, trong tâm bình đẳng, ở trong chân tâm không có một mảy may ý nghĩ. Có mảy may ý nghĩ khởi lên, đó chính là vô minh khởi lên rồi. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Nếu chúng ta không dùng công phu ở trên chỗ này thì làm sao có thể thành tựu được chứ? Tịnh tông dụng công quả thật là thuận tiện hơn pháp môn khác quá nhiều. Tịnh tông đã đề khởi một câu Phật hiệu. Vừa khởi tâm động niệm thì tự mình phát giác. Cái mà người xưa gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý nghĩ thứ nhất mới vừa khởi, bằng lập tức phát giác thì ý nghĩ thứ hai đổi thành A-di-đà-phật. Đổi hết tất cả ý nghĩ này thành A-di-đà-phật. Đây gọi là biết niệm Phật. Niệm Phật vốn dĩ là cách niệm này. Niệm một câu A-di-đà-phật liền đem ý nghĩ này san bằng rồi, dẹp cái ý nghĩ này xuống. Niệm Phật như vậy công phu mới gọi là đắc lực. Ngày nay có người nói công phu của họ đắc lực rồi. Chưa chắc. Họ đã hiểu sai đi ý nghĩa hai chữ đắc lực rồi. Họ chưa hiểu rõ ràng, chưa hiểu minh bạch sao gọi là đắc lực. Công phu thật sự đắc lực là niệm niệm dập tắt tham sân si, niệm niệm dập tắt thị phi nhân ngã, niệm niệm dập tắt bốn tướng, thì công phu này mới gọi là đắc lực. Không những bốn tướng không còn nữa, mà bốn kiến cũng không có. Kinh Kim Cang nói: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Người dụng công thật sự trong 24 giờ hạ công phu ngay chỗ này, làm gì có công phu dẹp vọng tưởng. Thế nhưng các vị phải biết, nếu như công phu không đắc lực thì vọng tưởng liền khởi lên. Trong Phật Pháp gọi là quán chiếu. Quán chiếu nếu mất hết rồi, không thể chiếu được nữa, thì vọng tưởng liền khởi lên, tạp niệm liền khởi lên. Chúng ta tự mình thường xuyên phản tỉnh, thường xuyên giác ngộ, thì thường xuyên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Khởi tâm động niệm vẫn là đang tạo nghiệp. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta biết Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ ràng là hằng thuần chúng sanh tùy hỷ công đức. Nhưng mà chúng ta không thể làm được, vẫn cứ là hằng thuận chính mình, thuận theo tập khí phiền não của mình, thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Chúng ta phải giác ngộ. Nếu cứ làm việc này thì nhất định không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Mong cầu vãng sanh, đó là hy vọng của bạn, nhưng chưa chắc có thể đạt được. Đây là lời chân thật, tuyệt đối không lừa dối người. Vãng người niệm Phật, vãng người mong muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng thật sự có thể đi được chỉ có vài ba người. Lời này ngày trước lão sư Lý thường nói. Đây là nguyên nhân gì vậy? Không thể buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn cứ thuận theo tập khí phiền não. Làm thế nào mới có thể vãng sanh đây? Mức thấp nhất là phải thuận theo A-di-đà-phật, niệm niệm đều là A-di-đà-phật thì người này mới có thể vãng sanh. Câu Phật hiệu A-di-đà-phật mới thực sự đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình đè xuống được. Đây là chỉ nói phục phiền não, hoàn toàn chưa có nói đoạn phiền não. Người tu hành chân chánh chính là ở chỗ này, gọi là người phát nguyện dẫn đầu. Họ có thể làm tấm gương cho mọi người xem. Họ làm tấm gương không phải cố ý làm, bản thân họ đã làm như vậy, không phải cố ý giả bộ làm dáng cho người khác xem. Không có ý nghĩ này. Nếu có ý nghĩ này là rơi vào trong vọng tưởng rồi, là rơi vào trong phân biệt chấp trước rồi, đó không phải là chân tâm. Chân tâm là không có làm bộ làm dáng. Chân tâm là rất tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Trái ngược tự nhiên đó là tạo tác, đó là giả, là hư ngụy. Tâm hư ngụy thì không thể vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Phàm là người vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc
người nào cũng là tâm chân thành. Hay nói cách khác, người nào cũng là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tuyệt đối không phải nói có cái tâm hư vọng có thể giảng sanh. Không có cái đạo lý này. Tâm hư vọng niệm Phật là chỉ kết pháp duyên với A-di-đà Phật, chỉ gieo thiện căn, đời này không thể đi được. Vậy thì phải đợi đến đời sau, đợi đến đời sau nữa, đời sau, đời sau nữa. Khi nào gặp được duyên phận này, gặp được pháp môn niệm Phật, đến khi nào bạn dùng tâm chân thật, cũng chính là nói bạn phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì bạn nhất định được sanh. Đạo lý này chúng ta không thể không biết. Chúng ta hiện nay biết rồi thì phải dùng, phải học tập, chúng ta đời này sẽ được giảng sanh. Giảng sanh được hay không, giảng sanh phẩm vị cao hay thấp, Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, đó là do gặp duyên khác nhau. Chúng ta ngày nay gặp duyên thù thắng, đối với những đạo lý, phương pháp, cảnh giới này trên cơ bản đều hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi. Sau khi sáng tỏ, chúng ta nên biết cách làm người, biết cách sống. Làm người như thế nào, sống như thế nào, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước mà làm người. Đối với tất cả mọi chúng sanh thì dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng để đối đãi, dứt khoát không khởi ý niệm cái này tốt, cái kia không tốt. Nhất định muốn tranh với người ta, nhất định phải tính toán. Tính toán đến cuối cùng, bản thân bị đọa tam đồ. Tại vì sao đọa tam đồ vậy? Tam đồ là chính bạn tạo ra. Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn chấp trước như vậy, tranh hơn như vậy, muốn thắng, hiếu thắng như vậy, đây là nguyên nhân đích thực của đọa lạc. Chúng ta hãy xem ở trên kinh luận chư Phật Bồ Tát có tranh nhau hay không. Tại sao họ không tranh? Họ biết một đạo lý là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Người tốt thuận cảnh là hư vọng, người xấu nghịch cảnh cũng là hư vọng. Vì vậy tất cả cảnh duyên bày ngay trước mắt, tâm của họ như như bất động. Trên kinh Kim Cang nói không dính theo tướng như như bất động, cho nên tâm tranh đấu một chút cũng không có. Chân tâm lìa niệm, không có ý niệm nào. Phật lại sợ người hiểu lầm câu chân tâm lìa niệm, sợ bạn hiểu thành vô tưởng định, cho nên Ngài lại nói thêm một câu là lìa niệm, tức là lìa vọng niệm. Cái ý này chính là nói họ còn có chánh niệm. Thế nào gọi là chánh niệm? Niệm mà không niệm, đó là chánh niệm. Không niệm mà niệm là chánh niệm. Cái ý này sâu. Thế nhưng chúng ta phải thể hội được, niệm mà không niệm, cái niệm đó là niệm tất cả chúng sanh, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Điều này trên Kinh Di Đà thường nói, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là lợi ích tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chính là Phật, chính là Pháp, chính là Tăng. Cái niệm này là chánh niệm. Trích lục từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 30. Nam mô A Di Đà Phật.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.